Đây là bộ phim sử dụng phương thức quay found footage, kể về câu chuyện sửa chữa sai lầm của một nhóm bạn trẻ sở hữu cỗ máy thời gian, để rồi cuối cùng mọi chuyện đã mất kiểm soát, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Tất cả những diễn biến đó sẽ có trong recap phim Project Almanac, video được mang đến cho bạn bởi Content Samsung và Tô Cần Quại, được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính thì các bạn hãy để lại ở bình luận phía bên dưới nhé, để chúng tôi có thể chỉnh sửa ở những video sau. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Phim bắt đầu với cảnh quay của một cậu học sinh trung học tên là David. Cậu đang trình bày dự án khoa học của mình để ứng tuyển trong một suất học bổng của trường MIT. Dự án này có sự góp mặt của hai cậu bạn thân của David là Adam và Queen. Còn người quay video này là em gái của David tên là Christina. Về cơ bản thì đây là một dự án thử nghiệm điều khiển drone bằng hai tay, kiểu như sử dụng sức mạnh điều khiển đồ vật, nhưng ở đây là áp dụng các kỹ thuật khoa học vật lý để điều khiển chúng. Mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ thì trong lúc đang cao hứng, David đẩy con drone lên quá cao khiến nó mất kết nối với bộ nhận diện chuyển động trong máy tính, rồi sau đó nó rơi tự do xuống đất vỡ tan tành. Tuy nhiên từng đấy shot quay cũng đủ để David có thể dựng lại để gửi cho trường MIT với mong muốn sẽ nhận lại được thành quả xứng đáng. Vài ngày sau, trường MIT đã gửi thư phản hồi về video ứng tuyển của David. David không muốn xem kết quả một mình nên đã gọi hai người bạn đến để cùng David, em gái và mẹ xem kết quả. Và đương nhiên anh đã nhận được suất học bổng từ trường MIT. Điều thất vọng là anh đã không nhận được suất học bổng trị giá 44.000 đô, mà David chỉ nhận được thông báo trúng tuyển kèm theo số tiền 5.000 đô để hỗ trợ tài chính. Đây là một tin vừa vui vừa buồn đối với David, vì thông qua những lời thoại của mẹ và hai anh em thì ta có thể hiểu gia đình David đang gặp khó khăn về tài chính. Mẹ của anh đang chuẩn bị đi phỏng vấn thì phải nán lại để ở nhà xem kết quả cùng con trai. Có thể vì tình hình tài chính không ổn định của mẹ nên David mới cố gắng cùng hai người bạn thực hiện dự án này, rồi xin học bổng ở trường MIT để đỡ đần phần kinh tế giúp mẹ. Nhưng không may, David giờ đã không hoàn thành được mục tiêu đó. Buồn bã, họ tắt máy quay về bàn tính kỹ lưỡng hơn, vì tính ra để hoàn thành chương trình đại học ở một trường có tiếng thì sẽ cần số tiền đóng học phí không hề nhỏ. Các giáo viên ở trường cũng hay tin nên đã chia vui và động viên David. Còn hai thằng bạn trời đánh thì làm cho David vui lên bằng cách riêng của họ. Adam châu Á cho David xem một công nghệ khá cool mà anh vừa làm được. Còn Queen thì địa gái rồi chỉ cho David xem những thứ thường diễn ra trong một đám bạn toàn con trai. Cả bọn lên xe của David để cùng nhau về nhà. Chạy được một đoạn thì chiếc xe cà tàng của anh gặp trục trặc nên đã tắt máy. Đối với dân cơ khí điện tử như David thì chuyện này khá đơn giản. Bằng những kỹ thuật sửa chữa, David đã khiến chiếc xe hoạt động trở lại. Vừa về đến nhà, David và cô em gái Christina phát hiện mẹ của hai anh em đã cắm biển bán nhà trước thềm cửa. Điều này khiến David càng cảm thấy nặng nề với quyết định học đại học của mình. Mẹ anh vì tin rằng con trai mình sẽ làm được điều gì đó đặc biệt với trí thông minh được kế thừa từ người bố đã mất, nên bà đã hy sinh bán căn nhà rồi sẽ về ở cùng với người dì của David. Rõ ràng bà đang đặt nhiều kỳ vọng lên người con trai này. Và đồng thời bà cũng nghĩ sẽ thật uổng phí nếu như David không được đào tạo trong môi trường xịn sò như MIT. David sau khi nghe xong thì anh có vẻ như vừa thấy buồn, vừa cảm thấy thất vọng vì bản thân không thể hỗ trợ kinh tế cho mẹ nhiều hơn. Sau đó cô em gái đã phát hiện David đang ngồi thững thờ trên gác mái, chắc để suy tư về những chuyện sắp diễn ra. David biện minh rằng mình lên đây để tìm ý tưởng cho dự án thử nghiệm kế tiếp, nhằm lấy thêm suất học bổng cuối cùng của trường. Trong lúc lục lọi đồ đạc bám đầy bụi, đa phần là những món đồ của người bố đã mất, thì hai anh em phát hiện một chiếc máy quay khá cũ, nhưng nó vẫn còn hoạt động khá tốt. Đồng thời trong đó vẫn còn lưu trữ một đoạn băng ghi hình bữa tiệc sinh nhật 7 tuổi của David. David đã mang máy quay xuống phòng, rồi kết nối vào máy tính để xem lại rõ hơn, đồng thời để nghe lại giọng nói của bố anh lúc đó. Đây cũng là đoạn video ghi lại hình ảnh của bố David trước khi ông gặp tai nạn rồi qua đời. Bất chợt David đã phát hiện ra một điều gì đó khá kỳ lạ xuất hiện trong background của bữa tiệc. Sau khi tua đi tua lại nhiều lần thì anh thấy có một người đứng trong gương nhìn khá giống mình. Làm thế quái nào mà chuyện đó có thể xảy ra được? Hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Anh gọi cô em gái xuống để cùng mình kiểm chứng. Christina sau khi xem xong cũng ngỡ ngàng giống như David. Rồi cả hai gọi hai thằng bạn đến để cùng xem cái sự điên rồ này. Queen và Adam xem xong cũng cảm thấy chuyện điên rồ gì đang xảy ra vậy? Sao lại có một người giống hoặc có thể là David xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật 7 tuổi của David nữa? Adam liền thắc mắc liệu đoạn video có bị Photoshop không? Thì David liền nói đoạn video này nằm trong máy quay phim, đã ở trên gác mái 10 năm nay rồi, đương nhiên là không ai động vào nó cả. Để chứng minh cho quan điểm có lẽ bản thân đã du hành thời gian, thì David liền show ra chiếc áo thun anh đang mặc. Nó trùng khớp với chiếc áo thun mà David trong clip kia đang mặc. Có lẽ Christina đang viết blog, hoặc là cô có sở thích ghi hình lại mọi thứ, nên từ đầu phim đến giờ cô liên tục cầm máy quay để ghi hình những hoạt động hàng ngày của bản thân. Sau bữa tối xem được đoạn video điên rồ đó, thì ngày hôm sau cô đã dùng chiếc máy quay cũ của bố để tiếp tục ghi hình những hoạt động của mình trong ngày hôm nay. Trong đó có cảnh zoom cận cảnh cô gái mà Christina ghét cay ghét đắng đang tán tỉnh anh trai nào đó. Ở phân cảnh này chúng ta thấy được sự xuất hiện của chiếc điện thoại Nokia Lumia, kèm theo hình ảnh nhóm bạn đang đi nghe concert ở đâu đó nhìn khá là vui. Sau đó nhóm bạn của Christina để ý đến chỗ mà người anh David của cô đang ngồi và thấy ba cậu học sinh trung học đang xem đoạn video có con nít, nên họ cảm thấy hơi ớn. Christina cũng hiểu nên đã đi đến bàn của cả ba để cùng bàn luận phân tích thêm về hình ảnh lạnh sống lưng từ đoạn video đó. Càng zoom gần thì David càng tin người trong hình đó chính là anh. Nhưng Christina đã phát hiện có một thứ hình như không phải của David, thứ đó nhìn khá giống móc khóa. Để kiểm chứng thì bốn người cùng lấy móc khóa ra để đối chiếu với tấm hình. Loay hoay tìm chìa khóa thì David phát hiện cậu đã cầm nhầm ba lô của người khác.
Cụ thể đây là ba lô của cô gái hot nhất nhì trong trường. David quyết định sẽ đem trả lại cho cô gái đó. Với nhiều người đây là cơ hội nghìn năm có một để bắt chuyện với một cô gái. Tuy nhiên David giỏi khoa học kỹ thuật nhưng anh lại dở trong việc giao tiếp với con gái. Đương nhiên là trừ em gái của anh ra, nên việc đổi trả đã diễn ra khá tệ. Christina may mắn đã quay lại được tư liệu chọc quê này. Đồng thời cô cũng đã quay lại được ánh mắt khá tình cảm của cô gái kia. By the way, cô gái này là Jessica. Và cô gái này sẽ còn xuất hiện nhiều hơn trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Để tìm ra sự thật đằng sau đoạn clip kỳ lạ đó, thì cả bọn đã quyết định về nhà, dựng máy quay rồi tìm lại góc máy giống như trong đoạn video. Đồng thời nói David đứng vào đúng vị trí mà anh đã xuất hiện trong video, rồi làm theo cử chỉ mà David quá khứ đang làm. Mò mẫm một hồi thì David phát hiện có một công tắc ở đó. Khi anh bật lên bật xuống thì biết đó là công tắc đèn của tầng hầm. David và Adam chạy xuống rồi mở cửa đi vào tầng hầm, nơi mà khi xưa bố của David thường xuyên xuống để làm việc. Khi Queen ở trên liên tục bật tắt đèn, thì hai người ở dưới liên tục nghe thấy tiếng động gì đó. Lần mò một hồi thì họ phát hiện công tắc đèn cũng là công tắc điều khiển một ngăn chứa đồ bí mật nằm bên dưới tấm thảm. Mở nắp ngăn chứa đồ ra thì họ phát hiện thêm một thứ có xuất hiện trong đoạn video, đó là cái hộp mà bố David đã cầm trong lúc chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc Christina đưa máy quay cận vào thứ bên trong chiếc hộp thì đột nhiên hình ảnh bị nhòe đi nhưng không đáng kể. Sau đó cả bọn qua xem những tài liệu để trên bàn thì thấy những thí nghiệm vật lý khá đặc biệt mức độ chính phủ. David và Adam xem kỹ hơn những tài liệu báo cáo, vì ở đó chỉ có hai người hiểu được những gì tài liệu báo cáo đó nói. Thì họ thấy bố của David đang làm một dự án có tên là Almanac, và dự án này thử nghiệm dịch chuyển tạm thời hay còn gọi là du hành thời gian. Về cơ bản, lúc trước bố của David đang thực hiện dự án thực nghiệm tạo ra cỗ máy thời gian, rồi không may ông gặp tai nạn nên để lại phần thô này ở tầng hầm. Queen nghe xong thì rất là hứng khởi. Nói chung ta nên tiếp tục xây cỗ máy này từ những tài liệu hướng dẫn được bố để lại. David lúc này vừa hoang mang vừa sững sờ trước những gì mà mình đang thấy, và có lẽ những thứ này chứng minh hình ảnh anh xuất hiện trong đoạn video đó rất có thể là sự thật. Chần chừ một hồi về quyết định xây cỗ máy thời gian này, thì David bị Queen thuyết phục rằng tại sao mình lại phải lưỡng lự về chuyện xây cỗ máy. Nếu nhìn vào hình ảnh trong video thì chắc chắn có lẽ chúng ta đã thành công tạo ra nó rồi. Khi hai thằng bạn đã về, thì David xem lại full đoạn video trong máy quay, một phần để hồi tưởng lại đoạn đối thoại cuối cùng giữa anh và bố trước khi bố anh ra đi vĩnh viễn. Ngày hôm sau, cả bọn xem lại những phim du hành thời gian để lấy động lực, rồi đi đến cửa hàng để mua những món đồ cần thiết theo như hướng dẫn trong tài liệu. Sau đó họ trở về nhà để bắt tay vào công việc tạo ra cỗ máy thời gian. Adam và David chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo mọi công đoạn phải bám sát tài liệu, còn Queen chịu trách nhiệm làm theo những gì hai người kia chỉ. Christina thì vẫn tiếp tục ghi hình, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Ở giai đoạn đầu, cả ba tìm cách cấp điện cho cỗ máy. Khi đã kết nối dây dợ xong xuôi, lúc bật máy lên thì tầng hầm đột nhiên có sự biến đổi. Tóc của Christina lúc này dựng đứng lên, đèn thì cứ chớp tắt liên tục. Phần lõi của cỗ máy cơ bản đã được kích hoạt, nhưng những đồ vật bằng kim loại gần đó gần như bị biến dạng hoàn toàn. Theo như David thì điều này chứng minh cho việc cả bọn đang đi đúng hướng. Tiếp theo, khi kết nối lõi của bộ máy vào màn hình kèm theo bộ xử lý thì bộ máy hiện ra chương trình kiểu điều chỉnh mốc thời gian. Nhưng theo như David tính toán, bộ máy này nếu thành công thì nó chỉ có thể đem cả bọn về xa nhất là 3 tuần. Trong lúc đang gắn dây thì đột nhiên chiếc máy bật lên, rồi những đồ kim loại xung quanh lại một lần nữa trôi giữa không trung. Một lúc sau, chiếc máy tắt đột ngột rồi bắn nước vào người David. Nhưng điều kinh ngạc hơn cả là tia nước bắn ra vô tình trúng vào vị trí trên áo, giống như hình ảnh của David ở trong đoạn video. Lúc này không muốn tin cũng phải tin khi bằng chứng đã quá rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Vì chiếc máy lúc này đang thiếu hydro, nên cả bọn đành làm liều lẻn vào trường thó vài thùng hydro về dùng. Và rồi cả David và những người bạn gần như đã hoàn thành cỗ máy, sẵn sàng đi vào giai đoạn thử nghiệm. Nhưng trước tiên, để đảm bảo an toàn thì chỉ thử trước bằng xe đồ chơi. David sẽ quăng món đồ chơi về lại quá khứ ở một phút trước, đồng thời gắn GoPro vào đó để ghi hình lại quá trình đó. Không may trong lần thử này, nguồn điện cung cấp không đủ mạnh để hoàn toàn kích hoạt được chiếc máy. David nhìn ra phía đối diện thì nảy ra ý tưởng, xài ké bình ắc quy xe hơi của vị khách tới tham gia bữa tiệc ở nhà đối diện. May thay, sau khi đã kết nối với nguồn điện đủ mạnh thì cỗ máy đã lập tức được kích hoạt. Mọi thứ xung quanh bay tứ tung vì từ trường quá mạnh. Cô gái chủ chiếc xe đã tò mò đi vào chỗ đang thử nghiệm, rồi chứng kiến tất cả. Khi chiếc máy ngừng hoạt động, toàn bộ hệ thống điện trong khu vực cũng đồng loạt tắt theo. Có thể do quá tải điện nên bị cúp cầu dao. May mắn thay, dù đồ kim loại bay tứ tung nhưng cả bọn không bị sao cả. Rồi David tìm chiếc xe đồ chơi. Sau khi có điện lại thì họ thấy chiếc xe găm thẳng lên tường. Họ xem đồng hồ được để trên xe thì thấy chiếc xe đã bị lùi về tận 2 tiếng. Để kiểm chứng thì họ gắn GoPro vào chiếc máy tính để xem lại đoạn video ghi hình. Thì quả thật chiếc xe đã bị đẩy lùi về 2 tiếng trước khi máy hoạt động. Trong lúc Adam và Queen xem lại video thì David ra trấn an và giải thích cho Jessica biết về dự án mà cả bọn đang làm. Thực tế nó đã cơ bản thành công. Ngày hôm sau, trong lúc ngồi học thì David đã phác họa ý tưởng về chiếc ba lô sẽ chứa cỗ máy thời gian trong đó. Vào giờ ra chơi, sau khi nhìn thấy móc khóa của Jessica thì David và các bạn chính thức cho cô nhập bọn và nói với cô về lý do tại sao bọn họ quyết định tạo ra cỗ máy thời gian này. Bây giờ họ sẽ đi đến giai đoạn cuối cùng, đó là thử nghiệm trên chính họ. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, họ quyết định thử nghiệm quay về 24 tiếng trước. Và tất nhiên họ sẽ thử nghiệm tại một nơi vắng người qua lại. Tuy rất hào hứng về việc du hành thời gian, nhưng trên đường đến địa điểm thử nghiệm thì cả bọn ai cũng tỏ vẻ lo lắng, vì nếu có sai sót thì họ coi như là toi. Vừa đến nơi,
Họ tìm chỗ đặt GoPro để ghi lại toàn bộ quá trình du hành thời gian diễn ra. Sau một cái bấm nút và cơn lốc xoáy từ trường dữ dội thì cả bọn đã tỉnh lại rồi thấy mình đang ở cùng một địa điểm nhưng ở 24 tiếng trước. Để kiểm chứng thì họ tìm đến nhà của Queen rồi để Queen tương lai vẽ lên Queen của một ngày trước. Nhưng kỳ lạ thay, khi họ nhìn thấy nhau thì lập tức cả hai Queen đều bị lag và chắc là mém tí thì bị đăng xuất. Họ cũng chẳng bận tâm lắm vì việc cần làm lúc này là trở về hiện tại vì dự án này đã thực sự thành công. Trong lúc trở lại thì vô tình mang theo một chú chó đang rượt theo họ. Sự vô tình mang đi này đã gây ra một hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến những gì đã hoặc là sẽ xảy ra ở mốc thời gian hiện tại. Họ lên xe chở chú chó đi cùng thì trên đường đi xuất hiện nhiều tờ rơi tìm chó lạc, thứ mà trước khi họ du hành thời gian không có. Có thể nói họ đã thay đổi những gì xảy ra ở thực tại bằng những hành động đã diễn ra trong lúc du hành ngược thời gian. Về nhà trong sự hân hoan, cả bọn quyết định nghỉ ngơi rồi vài ngày sau tụ họp lại để tổ chức ăn mừng cho dự án thành công này. Đồng thời David đề xuất nhóm đặt ra quy tắc khi sử dụng chiếc máy này, đó là không du hành một mình, phải ghi lại quá trình du hành thời gian, tuyệt đối giữ bí mật. Thống nhất xong bộ quy tắc thì họ chuyển sang bàn mục đích sử dụng chiếc máy. Họ quyết định sẽ sử dụng kèm thử nghiệm cỗ máy thời gian để giúp David kiếm tiền, giúp Christina khỏi bị bắt nạt và giúp Queen không bị rớt trung học. Đầu tiên họ cứu vãn số điểm hóa tệ hại của Queen. Tuy phải tua đi tua lại nhiều lần nhưng cuối cùng Queen cùng cả bọn đã thực hiện thành công. Tiếp theo là xử đẹp cô gái chuyên bắt nạt Christina. Và cuối cùng là kiếm tiền bằng cách mua gian lận vé số. Điều mà tôi nghĩ chắc hẳn ai cũng sẽ làm nếu như có khả năng du hành thời gian. Họ nghĩ rằng mình đã mua đúng vé số để chắc chắn trúng giải thưởng lên tới hơn 53 triệu đô. Nhưng do Queen viết số không rõ ràng nên khiến cho Adam mua nhầm. Thành ra cả bọn chỉ nhận được giải thưởng 1,8 triệu đô. Chia năm thì mỗi người cũng được khoảng 360.000 đô. Với số tiền đó, David có thể trích ra một phần giúp mẹ không cần bán nhà để cho anh có tiền học đại học. Phần còn lại anh sử dụng cho mục đích nâng cấp cỗ máy thời gian. Cô em gái Christina đã thăm dò Jessica để giúp anh mình thoát ế. Đương nhiên Jessica cũng có tình cảm với David. Trong một lần thử nghiệm cho máy về mốc thời gian xa hơn thì Jessica đã đến để lấy lại cuốn sách là phụ. Cái chính là để dành thời gian nói chuyện với David nhiều hơn. Tuy Jessica bật đèn xanh khá nhiều lần nhưng David khá nhát gái nên skip những dấu hiệu đó khá nhiều. Vài ngày sau, Queen đã sử dụng phần tiền của mình thuê loạt xe bán hàng lưu động diễu hành đến trường để khuấy động không khí, sẵn tiện tạo fame cho bản thân. Trong lúc đó David đã chuẩn bị cho cả bọn một bất ngờ, coi như phần thưởng cho những công sức mà cả bọn đã bỏ ra cho dự án này. Họ cúp tiết rồi đến sân sau của trường du hành ngược với 3 tháng để tham gia concert có Imagine Dragon. Nói thêm là phim được công chiếu trong giai đoạn có thể xem là đỉnh cao của những bài nhạc mang phong cách EDM và các nhóm nhạc alternative rock như Imagine Dragon. Thật sự khi tôi xem đến đoạn bài Radioactive nổi lên trước hàng nghìn khán giả, tôi đã nổi hết cả da gà và chỉ biết bổ củi theo giai điệu của bài nhạc. Để tăng thêm gia vị cho phần thưởng thì David ở hiện tại đã săn được những thẻ đeo VIP giá rẻ mà trên eBay để giờ cả bọn có thể đeo rồi vào khu vực cánh gà của concert. Và các bạn trẻ này đang tận hưởng những giây phút tuyệt nhất đời mình. Mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn nếu David đủ can đảm để chủ động tiến tới với Jessica khi cô liên tục bật đèn xanh cho anh. Nhưng không, anh đã có những quyết định sai lầm dẫn tới mối quan hệ giữa cả hai trở nên kỳ quặc vờ lờ. David có lẽ đã overthinking quá nhiều, khiến cho anh lo sợ dẫn đến rụt rè trước Jessica. Để rồi khi trở về, Jessica cố gắng tránh né David nhiều hơn. Quay lại với những diễn biến tiếp theo thì khi cả bọn trở về, mọi việc diễn ra đời sống xung quanh mỗi người đã có sự thay đổi theo hướng tích cực. Mẹ của hai anh em đã có việc làm và bà đang ra sức cày bừa dù đêm đã khuya. Queen giờ đã trở thành người nổi tiếng khi những bài viết của anh có lượng tương tác khá cao trên các trang mạng xã hội. Và việc này chỉ xảy ra sau khi cả bọn trở về. Bạn còn nhớ cô gái từng bắt nạt Christina chứ? Giờ thì cả hai đã trở thành bạn thân. Còn Adam châu Á thì giờ đã cưa đổ cô em gái của David. Mọi thứ đều đã khởi sắc với những người bạn của David. Còn lại mình anh là trắng tay vì sự nhát gái của mình. Giờ đây David đang bị mắc kẹt trong cái lồng có tên nếu như. Anh càng cảm thấy tiếc nuối và khó chịu khi xem lại những thước phim ghi lại hình ảnh khoảng thời gian tuyệt vời đó. Có lẽ giờ đây David nghĩ, biết trước thế tôi đã chủ động bắt sống cảm xúc rồi tiến tới với em. Với nhiều người bình thường như chúng ta, dù có suy nghĩ biết trước thế thì cũng đành phải cam chịu với hành động mà mình đã làm lúc đó. Nhưng trong trường hợp này lại khác, David đang có trong tay cỗ máy cơ hội thứ hai như anh đã nói, nên anh đã nảy ra quyết định có phần tham lam và có chút xíu ích kỷ. Đó là David sẽ du hành một mình, trở về nhánh thời gian đã chỉnh sửa đó để chỉnh sửa lại một lần nữa. Và với những flash fan cũng như là những người theo dõi những dòng phim du hành thời gian thì hành động đó sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời chuyện này cũng đã vi phạm quy tắc mà cả bọn đã cùng thống nhất. David quay về để chủ động tiến tới với Jessica. Xong việc thì anh lập tức trở về thời gian hiện tại và anh cũng cảm nhận được có sự thay đổi ở hiện tại. Đó là Jessica đã và đang ở bên David, trao thân gửi phận cho anh. David giờ đây đã cảm thấy trọn vẹn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên những gì khởi sắc trước đó đã không còn và chỉ có duy nhất David thấy được điều đó. Nên anh quyết định ích kỷ giữ nó cho riêng mình để David có thể giữ được Jessica ở bên mình. Vì David đã chỉnh sửa lại nhánh thời gian đã được chỉnh sửa nên giờ cả bọn đã có khoảng trống trí nhớ trong khoảng họ đã du hành. Họ không hề nhớ những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong mốc thời gian hiện tại. Đội bóng rổ của trường đã thua cuộc, tai nạn máy bay thảm khốc đã diễn ra có liên quan đến người thân của một bạn ở trong trường, giáo viên bị đuổi việc và cả nhóm đã thống nhất sẽ quay về trước khi họ đi đến concert để sửa chữa lại hiệu ứng đang lan rộng ở hiện tại.
David nghe xong khá cay vì mới vừa được ở bên Jessica không được bao lâu, giờ phải trở lại như lúc ban đầu. Anh cho qua chuyện với cả nhóm, rồi David định sửa chữa lại một mình. Đang trong lúc thực hiện thì Adam chạy đến can ngăn rồi chuẩn bị du hành thời gian chung. Nhưng David thì vẫn hành động ích kỷ một lần nữa, nhảy một mình về mốc thời gian trước khi cả bọn thử nghiệm thành công, để giúp một người trong team bóng rổ tránh chấn thương. Rồi mọi thứ sẽ lan dần ra từ đó. Khi trở lại, David đã đúng, mọi thứ đã, well, gần như là trở về như cũ. Adam vì một lý do nào đó đã gặp tai nạn khá nghiêm trọng, nên giờ cậu ta đã phải nhập viện để điều trị. Dĩ nhiên David chả nhớ mẹ gì về chuyện đó, để rồi anh phải tiếp tục sửa chữa lại một cách mù quáng. Trong nỗ lực cứu vãn mối tình với Jessica, anh đã vô tình lôi cô theo lúc du hành một mình, để rồi một lát sau cô gặp được phiên bản của mình ở thời điểm đó, dẫn tới việc bị lag phiên bản như Queen đã từng bị ở dòng thời gian đầu phim. Nhưng lần này Jessica đã thực sự biến mất. Rồi David lại một lần nữa sửa chữa lại sai lầm. Lần này khi trở lại thì mọi thứ đã đi quá xa. Cảnh sát tìm tới nhà David vì nghi ngờ anh bắt cóc Jessica. Giờ đây David quyết định sẽ du hành về khoảng thời gian đầu tiên, lúc mọi chuyện mới bắt đầu. Có thể nói là quay về lúc đoạn video đầu tiên được quay, vì David đang mặc chiếc áo đó ngay lúc này. Sau khi vượt qua hàng loạt cảnh sát đang giở đanh, thì anh lẻn vào trường để lấy thêm hydro, phục vụ cho lần du hành cuối cùng này. Lần này David đã du hành trở về tận 10 năm, đúng vào lúc ở nhà anh đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật 7 tuổi cho David. Lúc anh lẻn xuống tầng hầm để tiêu hủy tất cả, thì anh gặp lại bố mình. Cả hai đã có cuộc trò chuyện về tính khả thi của dự án du hành thời gian này, về việc tạo ra cơ hội thứ hai là con dao hai lưỡi. Bố của anh cũng hiểu nên đã để cho David ở lại tầng hầm tiêu hủy tất cả. David bay màu dần, đi theo đó là những sự kiện đã xảy ra, giờ dần tua ngược rồi biến mất. Phim trở lại mốc thời gian đầu phim, lúc Christina đang tìm David để hỏi thăm an ủi, còn chiếc máy quay trên ba lô vẫn ở đó ghi hình lại. Nhưng kế hoạch của David đã thành công, khi dòng thời gian giờ đây đã được đồng bộ về một mối, duy nhất chỉ có David biết chuyện đó. Và chắc chắn lần làm lại này David sẽ không fuck up thêm bất cứ một chuyện gì nữa. Hết phim. Các bạn có cảm nghĩ gì sau khi xem xong bộ phim? Và các bạn có thấy logic du hành thời gian của phim có xứng đáng chung hàng ngũ với những phim du hành thời gian khác hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận bên dưới để chúng tôi cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.